Đấy, như thế mới đẹp đúng không? Con thêm cái đèn đẹp lung linh luôn. Được. Quay, nảy lại này. Thấy sóng không? Thế thì nguyên liệu hôm nay của chúng ta thí nghiệm này có này. À. Cho dẻo nhá. Que xiên này khoảng tầm dài khoảng tầm 30 cm. Ừ, đấy, mình xí. Ăn dính à? Dính đúng không? Đấy. Mình lấy 5 que xiên ra này. Và thật cẩn thận nhá, đầu này nó nhọn nhá. Rồi, mình sẽ bó lại như này. Mình sẽ bó lại như này. Sau đó là mình sẽ quấn thật chặt này nhá. Quấn này. Thật chặt nhá. Cố gắng quấn đá rồi, không giữ thế vững chắc rồi. Đây này, đấy. Rồi, vặn thêm 10 vòng đi, cho chắc. Mình vừa quấn băng dính xong rồi đúng không? Xem mình sẽ tìm một cái bàn để mình đặt lên nhá, hoặc là một cái ghế cũng được. Đấy, xong rồi mình sẽ lấy một vật nặng. Cẩn thận. Lấy một vật nặng mình đè lên đây để mình giữ này. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo này ra. Đấy. Đúng rồi, con giữ cho chú. Đấy, chú sẽ kéo ra. Mình sẽ làm một cái cây cầu băng dính từ đầu bàn bên kia sang đầu ghế bên này. Cũng cách tương tự như thế nhá. Đấy, cây cầu băng dính chưa? Cây cầu băng dính. Nãy giờ là mình chưa dùng kẹo đúng không? Bây giờ sẽ cắt ra nhá. Minh Anh lấy cho chú một cái xiên đi. Một cái thôi. À, có phải là xiên kẹo đúng không chú? Đúng rồi, đây. Là chú á, lấy hai cái kẹo này đúng không? Hai cái dẻo này. Bây giờ mình sẽ xiên vào hai đầu nhá. Xiên. Đây, con cầm xiên đi. Con xiên vào đầu này đi. Dần vào tay. Từ từ thôi, chậm vào. Chú sẽ xiên đầu bên này nhá. Chú xiên bằng nhau đi. Là mình đã xiên hai viên kẹo vào hai đầu này. Nên mình phải tìm điểm cân bằng của cái que này nhá. Bằng cách là mình để ngón tay đây này. Xong mình để cái que ở điểm sao cho nó thăng bằng ở trên ngón tay này. Rồi mình đánh dấu ở cái chỗ mà mình đang đặt ngón tay đúng không? Đúng rồi, mình sẽ đánh dấu ở đấy để mình lấy điểm giữa. Rồi, đây là điểm cân bằng của cái que này nhá. Wow. Chú và Minh Anh đã làm xong những cái xiên que kẹo này đúng không? Và nhớ là đặc biệt là mình mỗi xiên que kẹo này là mình đã đánh dấu điểm ở giữa của thanh để cho cân bằng đúng không? Đúng rồi, mình đã đánh dấu rồi. Và bây giờ việc của mình là dán lên cầu băng dính kia nhá. Mình dán này để cái điểm giữa điểm cân bằng của mình nhá. Mình dán cả mình cân giữa băng dính nhá. Và mình dán này. Của mình đến đây là mình hết kẹo đúng không? Hết que rồi thì mình sẽ thu ngắn cái này lại tiếp đến đây nhá. Rồi. Bây giờ chú sẽ giải mã xem là công sức của chú với con làm như thế này để làm gì nhá. Vâng ạ. Nào, bây giờ thử nhá. Nó giống những cái gì nhỉ? Giống những cái sóng. Đúng rồi, đây là máy tạo sóng. Máy tạo sóng. Hay chưa? Giống sóng không? Wow. Quay, nảy lại này. Hay sóng không? Wow. Đấy, như thế mới đẹp đúng không? Có thêm cái đèn đẹp lung linh luôn. Được. Đó. Nuôi sóng tức là khi mà mình bỏ tay ra đúng không? Thì một lúc nó sẽ hết đúng không? Nhưng đây mình nuôi sóng mình tác động vào đấy để cho cái con sóng của mình nó luôn luôn mạnh. Đó, cho nó đẩy lại. Đó.